Đi thôi. Ui, đông rồi anh em ơi. Ui, tưởng không đông rồi anh em ơi. Có gì vậy? Đi rồi anh em ơi. Đông rồi anh em ơi. Có gì đây? Ai à? Phê rồi các bác ơi, một thùng đầy luôn. Chép này, con này chắc phải trên đôi cân. Rô phi này các bác này. Này. Ôi về anh em nhá. Các bác nhìn quá phê luôn. Tôi thu đồ thu hồ về anh em cho mấy con này hấp các bác nhá. Hấp với thái gỏi đi, một con thái gỏi đi. Phê quá. Với hello xin chào 500 anh em đã quay trở lại Phương Thảo Vít Sinh nhá. Hôm nay anh em ta đi câu một ngày mưa gió các bác ạ. Hôm nay em đến đây thì may quá, cái bãi bèo này cái bà cô nọ là chưa đẩy ra mất, vẫn còn nguyện nên vẫn đánh được. Trời mưa bão cô vẫn đang đi hái rau. Chào bà nhé. Bà đang hái rau hả bà? Vâng. Trời mưa bão cô vẫn đang hái rau. Mưa này nó hỏng hết mấy cái dàn này cô nhỉ. Nó gãy hết này. Gió nó thổi gãy hết mấy cái vườn rau của cô. Đấy, trời hôm nay thì dự báo thời tiết nó báo là tầm khoảng trong khoảng 10 giờ là sẽ có gió to anh em. Em đi buổi sáng mà thời tiết nó rất là âm u luôn. Bèo vẫn còn tốt, còn đẹp nên là anh em sẽ vào đánh. Em thì vừa đến cái lỗ cũ thì cái lỗ nó chưa dạt hết rồi. Để chắc anh em ta chui vào trong góc kia đục cái lỗ mới các bác nhá. Đi, em vừa đang cắm cái ô ở kia kìa. Nhưng bây giờ chắc là chuyển đồ giữa kia đi. Trời mưa gió quá. Đấy. Em đang để đồ ở cái góc nỗ cũ, nhưng mà cái nỗ cũ này thì thấy không ổn lắm. Bèo nó dạt hết rồi, mẹ thấy nó vỡ hết ổ ấy các bác. Nên là nó chui đây. Trời mưa bão cây cối rất tốt, nhưng mà ngược lại thì là gió to quá đổ hết các cây. Đây anh em ta đánh ở cái lỗ này. Để chỗ này cũng đẹp này, nhưng mà không đẹp chỗ này. Chỗ này vừa em đi khai phá được thì ở trong đây có cái nối vào đẹp luôn. Ây da, đấy. Đấy vừa em đi vào đây chắc là có bác định đi vào đây câu sau bác đục cái lỗ này các bạn. Thế anh em tầm vào triển khai thôi. Trời mưa to quá các bác ạ, em pha mồi hôm nay đánh bằng loại mồi mới ở bên hãng mồi gạch nó gửi về đánh thử các bác ạ. Mồi siêu thơm luôn, hôm nào sẽ giới thiệu anh em sau. Này đánh thử trong ca gì đó. Đây đánh đài anh em nhé. Mưa này thì người ta đang tháo cống ngoài kia, nước nó trôi các bác, nên là đi câu đài cũng ok, nó cá nó lưu động. Tôi lực tính ở chỗ em một câu thì khả năng ở nhà ngủ nó khỏe. Nhà tao sẵn vào sẵn cái vợt các bạn, vợt đây. Có cá hay xúc không? Thank you.
Bộ này nó cắn khôn lắm anh em, ở tắm cày đầy kìa. Ui, sổ đỏ thế. Đang phải ngồi nín thở bóp cò các bác ạ. Đấy, cắn rất là khôn. Ui, tưởng không đóng đóng rồi anh em ơi. Có gì vậy? Cái gì đây? Ui, đóng 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 rồi các bác ơi. Quá hay à. Ui dồi ôi. Cái gì vậy? Ui, không ra được anh em ơi. Chết tôi rồi. Đừng có bong nhá. Ui anh em ơi. Đừng bong nhá. Đánh nữ bé các bác ơi. Bèo. Trời ơi. Con gì vậy? Ui. Chết tôi rồi. Lưỡi bé các bác ạ. Ôi, con gì vậy? Ui ôi, chép khủng anh em ơi. Chép phải không nhỉ? Ui trời mẹ ơi, chép rồi anh em ơi, nó khỏe quá. Này các bác ơi. Nên được không? Chết tôi rồi, lưỡi bé tí các bác ạ. Phải chép nhỉ, ứng chép đấy. Phải thế nhỉ? Chép đẹp anh em ơi. Đừng có đứt nhá. Dây bé tí luôn. Đừng có đứt em ơi. Đừng có mắc vọt nhá, cái lưỡi kia mắc vọt nữa thì đúng ăn cứt. Vào rồi anh em ơi. Ui, tôi được con chép rồi anh em ơi. Tôi được con chép rồi anh em ơi. Phê phê. Úi dồi ôi mẹ ơi, con này đẹp. À, được rồi. Anh
lưỡi kia đâu rồi? Vừa ra ra rồi tí lại mắc vào tay, lưỡi quá ngại mắc sợ lắm. Anh em ơi, sông tự nhiên được con này có bảo phê không? Con này chắc khoảng 2 cân rưỡi các bạn. Đây, có xóa mặt em, nó cho qua luôn đây. Mưa quá anh em ạ. Quá phê. Đúng ngày mưa bão này. Nào nó ra. Ok, ướt. Các bác ơi, cái mùi thơm của bọn này không nhận đánh chép hay đấy các bạn. Mùi nó thơm cực kỳ luôn. Đúng là bọn chuyên mồi khác. Bên rồi anh em ơi, đóng rồi, ấm rồi anh em ơi. Có gì đây, ai à? Ai à? Ui, hàng rồi anh em ơi. Hàng rồi. Còn gì đây? Chép mà nó mắc vào cái gì kia anh em ơi. Tôi nhìn cái lưỡi mắc vào cái cục bèo mà. Ui, cái lưỡi nó mắc vào cọng bèo anh em ạ. Đóng chép rồi, một lưỡi mắc cọng bèo. Ra đi. Nó còn đúng không nhỉ? Nó thấy cọng bèo chưa? Để vượt cả đó các bác ạ. Đẹp chưa các bác ơi? Quá đẹp luôn, xuất sắc nhỉ. Quá xuất sắc luôn.
để rồi anh em ơi. Bút này dính rồi. Dính rồi các bác ơi. Còn gì đây? Ồ, đô phi các bác ạ. Chú đô phi kéo vào đây. Anh em đô phi. Ê, bọn này đóng từ ngoài đóng vào. Rồi vào đây. Dậy. Con này đóng từ ngoài đóng vào, không đóng từ mồm anh em ạ. Thế buồn cười. Đi rồi các bác ơi. Đúng rồi. Đi kia. À, Rô Phi đạp đấy. Rô Phi to phết đấy. Vớt cái cọng bèo lên. Vớt cái cọng bèo ra các bác ạ. Con này khẩu luôn. Rồ đẹp kéo phê phết anh em ạ. Đấy, đang cắn anh em ạ. Đây rồi anh em ơi. Đóng rồi. Còn gì đây? Ai à? Ui, cái to anh em ơi. Ai à? Ui, hàng to anh em ơi. Ui. Đây, hàng to rồi đúng không? Ủa cái to. Má lắm. Ủa cái to. Wow. Chết rồi, chết tôi rồi anh em ơi. Mắc xứ đây rồi. Mày chạy đâu? Ok. Đóng mỗi tí của em các bác ạ. Sợ thật. Siêu to khổng lồ. Ui anh em ơi, các bác bảo con này mấy cân. Lại. Ui bàn tay của em anh em ơi. Lại. Quá đã quá chất luôn. Đúng là ngày mưa bão. Em hỏng mất cái cân điện tử rồi. Không em mang em cân con này cho anh em xem thì nó mới biết độ to của con này. Wow, phê quá. Đo nhá, đây. Gang là 20 này. Con này là khoảng hơn 40 kg. Wow, phê như con TT anh em ạ. Quá khủng luôn. Dù này là thô cụ rồi. Quá nhìn so với cái rep của em quá nhìn. Rồi cho nó vào dọn ạ.
Ui, con này chắc phải 3 cân chắc anh em này. Về chưa? Quá khủng khiếp, đánh đài được. Dã man, dã man. Wow. Quá là phê luôn, mà cái lỗ bèo kia nó lắp rồi, em lấy cái vật kiểu là vớt lên bớt cái lá bèo này. Đào mút. Ấy. Để rồi anh em ơi. Ủa anh em ơi, hàng to. Ủa có to anh em ơi. Gì đấy? Ủa hàng thổ phi. Ô tự nhiên nó phải thế. Đặc biệt các bác nhìn cá đóng từ ngoài đóng vào anh em này. Từ nãy giờ giật mấy con toàn đóng từ ngoài đóng vào ấy, không biết hiểu ăn kiểu gì. Ai giờ bình tĩnh, không hiểu ăn kiểu gì mà ăn từ ngoài ăn vào rồi. Chắc vừa em xảo ổ nó hơi nhiều. Mồi đánh nhạy đấy anh em ạ. Hôm nay em đánh buổi đầu tiên thấy cảm giác siêu nhạy đấy. Cảm giác mồi nó tơi. Đánh phê. Buổi đầu đi tự nhiên đánh mà có loại mồi này mà được nhiều cá quá. Phê pha. Công nhận là đánh bằng cái cần đài nó mềm kéo thích thật quá. Cần lục thì bọn ấy bay ngay, cần đài mềm đánh thích thật đấy. Đấy. Ừ. Ôi đẹp thế mà chuột nhỉ. Đấy, tưởng ngay quá. Mút rồi. Thank you.
Đấy rồi anh em ơi. Ui ui. Đóng rồi hàng của. Ui anh em ơi. Ai à. Wow. Đấy rồi. Mắc rồi anh em ơi. Ra. Wow. Có gì đây? Ai à. Ai à. Ra đây. Chưa còn mắc rồi. Phê anh em ơi. Wow. Ui nó mắc trong đây rồi. Cái này sẽ chỉ đánh một lưỡi thôi anh em, đánh hai lưỡi mắc lắm. Cái gì vậy? Chụp rồi. Ui cái này to lắm anh em ạ. Không ra. Ui. Vô to anh em ơi. Wow, rút. Ra đi. Rút anh em ạ. Cần khỏe. Ôi anh em ơi. Gấu to quá. Ui các bác ơi, con gì đây? Nước khiếp. Vật. Ui. Con gì đây? Ui hàng cụ rồi anh em ơi. Ai. Ôi trời ơi anh em ơi, con này nó phải bao nhiêu năm mới có được con như này anh em. Trời ơi cái mồm. Yes. Đóng xấu thế. Ai. Ui rồi, em thu đồ cho luôn cái thùng cho về anh em ạ, to quá phê. Ui anh em ơi, phê quá, em cho thấy nước cho thùng về luôn anh em ạ. Nhiều hàng quá. Đừng. Ào, cái mồm nó to thế. Anh em ơi, có nhìn đây con này em nghĩ cho nó phải 3 cân anh em ạ. Vào đây. Này các bác ơi, các bác nhìn này, nó to bằng cả cái thùng luôn đấy. Phế chưa? Rồi em thu nốt mấy con kia cho lên để về anh em làm bữa đã. Đang trời mưa. Quá sướng các bác ơi. Ôi. Cái gì thế vậy? Cái gì thế vậy anh em ơi? Phê rồi các bác ơi, một thùng đầy luôn. Chép này, con này trọng phải trên đôi cân. Rô phi này các bác này. Này. Ôi về anh em nhá. Các bác nhìn quá phê luôn. Tôi thu đồ về anh em cho mấy cái này hấp các bác nhá. Hấp với thái gỏi đi, một con thái gỏi đi. Phê quá.